Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Thử nghiệm thành công vật liệu chữa cháy mới. Đắk Lắk mất an toàn trên tỉnh lộ 8. Thanh Hóa triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng hơn 1.400 tỷ. Giáo viên suy tư trước dự thảo xóa bỏ biên chế giáo dục. Mở đầu chương trình sẽ là thông tin về việc thử nghiệm thành công vật liệu chữa cháy mới. Thưa quý vị, một loại vật liệu mới giúp dập tắt các đám cháy nhanh và hiệu quả hơn vừa được các nhà khoa học Việt Nam thử nghiệm thành công. Điểm đặc biệt là dung dịch không chỉ dập tắt đám cháy nhanh mà còn giúp lính cứu hỏa và nạn nhân không bị bỏng. Nếu phương pháp dập lửa bình thường là dùng áp lực nước mạnh, làm lạnh, ngăn cản oxy, thì vật liệu mới này không cần dùng áp lực, không cần làm lạnh, có thể trung hòa các thành phần trong ngọn lửa, từ đó dập lửa nhanh và hiệu quả. Ngoài ra, khi phun trực tiếp loại vật liệu mới này lên mô hình lính cứu hỏa và đốt, người lính cứu hỏa hoàn toàn không bị bỏng. Đây là dung dịch ion hóa dạng nước, khi mà đưa vào nhau nó tự động nó hút lấy nhau và nó dập đi, thì chị có thể quan sát thấy là ở trong các cái đám dập lửa như vậy thì ngọn lửa dập đi rất nhanh, tính vào là 1/10 giây, thì lúc bây giờ thì nó dập đi thì đám khói trắng nó bay lên, nó cuốn tất cả tạp xuống và cái người ở trong môi trường đấy được an toàn và đồng thời an toàn cả về cái môi trường hít thở. Vật liệu mới có tên gọi vật liệu mới ion hóa dạng dung dịch cốc nước, được nghiên cứu từ nhu cầu của Cục Phòng cháy chữa cháy, dự kiến trong năm nay sẽ ứng dụng ra thực tế. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, với các sản phẩm được tạo nên từ công nghệ vật liệu mới và đã chứng minh được hiệu quả, việc ứng dụng sẽ theo lộ trình, bước đầu triển khai song song và tiến tới có thể thay thế hoàn toàn vật liệu truyền thống. Tiếp theo là thông tin trong lĩnh vực giáo dục. Thưa quý vị, theo thống kê của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, năm nay toàn thành phố có khoảng 70.000 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập. Trong khi số học sinh tăng theo hàng năm, nhưng quy mô của các trường lại không thay đổi. Cùng với đó là hầu hết học sinh và phụ huynh đều có nguyện vọng theo học tại các trường công lập. Chính vì thế, kỳ tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội trở thành cuộc đua ngày càng căng thẳng. Học liên tục, ôn tập kín tuần là thực tế mà nhiều học sinh lớp 9 tại Hà Nội đang phải trải qua trước kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông. Một ngày nhiều em đã phải dành hơn 12 tiếng cho học chính khóa và đi học thêm, ôn tập tại nhà. Không chỉ với học sinh mà bản thân phụ huynh cũng khá vất vả trong cuộc chạy đua cùng con để có một suất vào trường công lập. Áp lực là về môn toán. Môn toán cháu hơi kém, cháu sợ lúc làm bài mình tâm lý mình căng thẳng là làm bài sẽ không được tốt ạ. Ngày thường thì cũng nấu cơm nước với cả là buổi tối thì thường học cùng con với cả đợi con khi nào đi ngủ rồi mình mới đi ngủ. Theo đại diện của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thì áp lực trong cuộc đua vào trường công Hà Nội đã tồn tại từ nhiều năm nay. Bởi trong khi số học sinh tăng theo từng năm, nhưng quy mô các trường thì gần như không tăng. Vì thế, tỷ lệ chọi ngày càng cao. Nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh việc quá tải về dân số, thì chính quan niệm của phụ huynh và xã hội cũng là nguyên nhân dẫn đến gia tăng áp lực vào trường lớp 10 công lập ở Hà Nội. Bởi thực tế, chính sách phân luồng sau trung học cơ sở đã có từ lâu. Hết lớp 9 thì các em có thể đi học nghề. Tuy nhiên, để thay đổi được nhận thức này, thì quan trọng là các trường nghề cũng phải thay đổi theo hướng đầu tư hơn nữa về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo. Nếu phân luồng tốt thì bài toán áp lực vào trường công tại một số thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được giải tỏa. Thưa quý khán giả, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hơn 90% học sinh bị căng thẳng, áp lực tâm lý liên quan tới áp lực học tập, thi cử, tình cảm gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, đa phần các học sinh lại rất e ngại khi đến phòng tư vấn tâm lý học đường để được giải tỏa các áp lực này. Vậy do đâu mà các học sinh lại e dè đến phòng tư vấn tâm lý học đường đến như vậy? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây được chúng tôi ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Mong muốn giảm bớt áp lực về tâm lý cho học sinh, trường Trung học cơ sở Đồng Khởi quận Nhất Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng một phòng tham vấn tâm lý chuyên biệt đặt ngay trong khu vi trường. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong số ít các trường có trang bị phòng tư vấn tâm lý cho học sinh. Hiện nay, hoạt động này vẫn chưa nhận được sự quan tâm đúng mức. Số các em đến phòng tư vấn tâm lý học đường ở nhà trường không nhiều. Nguyên nhân chính dẫn đến việc học sinh ngại đến phòng tư vấn là do tâm lý sợ tiết lộ chuyện riêng và đồng thời công tác tư vấn của các trường trung học cơ sở chưa được chú trọng. Chưa là một nơi để các em có thể an tâm chia sẻ khúc mắc của mình. Do cái tâm lý lứa tuổi của các em ở trong lứa tuổi học sinh phổ thông thì các em thường mang
một cái mặc cảm và cái tâm lý rất là e dè. Và có một cái sợ nữa là các em không dám thổ lộ mình ra trước người khác. Theo một báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2015, có hơn 90% học sinh, sinh viên bị rối chịu tâm lý liên quan đến rất nhiều vấn đề trong cuộc sống và học tập. Trong quan hệ bạn bè, thầy cô, gia đình, xã hội, nhưng không tìm được nơi để chia sẻ, giải tỏa, dẫn đến những biểu hiện và hành vi tiêu cực. Chủ yếu là các trường tự tìm kiếm, tự tìm cái nguồn để bồi dưỡng cái giáo viên phụ trách công tác này, bởi vì hiện nay cũng chưa có một cái văn bản để định biên cái giáo viên này cũng như là họ được hưởng những quyền lợi gì. Để học sinh có thể thực sự tin tưởng vào phòng tư vấn tâm lý học đường khi gặp những vướng mắc tâm lý, rất cần sự chung tay từ gia đình, nhà trường và xã hội. Đội ngũ tư vấn tâm lý phải uy tín, điểm tựa vững chắc cho học sinh khi các em gặp vấn đề vướng mắc trong cuộc sống. Những năm gần đây, khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Di đồng 1 TP.HCM tiếp nhận và điều trị ngày càng nhiều trẻ bị dị tật lõm ngực. Cứ 1.000 trẻ sinh ra thì có khoảng từ 2-3 trẻ bị biến dạng lồng ngực. Đây là một loại dị vật bẩm sinh với khoảng 30% do di truyền và thường gặp ở bé trai. Bộ ngực của trẻ bị lõm sâu, sườn nhô lên cao, có thể đẩy tim lệch ra khỏi vị trí bình thường, gây ra khả năng suy căn phổi, thoát vị hoành. Ngoài ra, lõm ngực còn khiến trẻ mất tự tin khi giao tiếp. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh khi phát hiện con có dấu hiệu lõm ngực, cần đưa trẻ đến bệnh viện để được khám và tư vấn ngay. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, vào lúc 12 giờ 30 phút trưa ngày 28 tháng 5, tại cảng cá Sa Huỳnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra vụ cháy lớn làm thiệt hại cả 3 tàu cá, ước tính thiệt hại về tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng. Đám cháy xuất phát từ tàu cá của ông Bạch Tiến Lược ở xã Phổ Thạnh, sau đó nhanh chóng bùng phát và lan sang hai tàu cá bên cạnh. Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi và các lực lượng chức năng tại chỗ tham gia xử lý đám cháy nhưng không được nên gọi báo cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi. Ngay sau đó, hai xe chữa cháy và gần 20 cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3, cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi có mặt tại hiện trường phối hợp cùng với các lực lượng tại chỗ di chuyển số tàu cá bên cạnh, khống chế đám cháy không cho cháy lan và tiến hành dập tắt đám cháy hoàn toàn. Tàu cá của gia đình ông Bạch Tiến Lực bị đám cháy thiêu rụi toàn bộ cabin và nhiều bộ phận khác. Hai tàu cá bị cháy lan cũng bị cháy nhiều bộ phận trên tàu. Thống kê ban đầu của lực lượng chức năng, ước tính thiệt hại của vụ cháy là hàng trăm triệu đồng. Theo báo cáo của Tổ công tác Liên ngành 994 Khánh Hòa, toàn tỉnh hiện có trên 240 điểm giao cắt giữa đường ngang và đường sắt. Trong đó, lực lượng chức năng đã đóng hẳn 4 lối đi dân sinh bất hợp pháp, rào thu hẹp 58 đường ngang và thực hiện cấm 128 biển cảnh báo chú ý tàu hỏa tại 64 đường ngang hợp pháp. Tuy vậy, tại một số vị trí trên tuyến đường sắt Bắc Nam qua địa phận tỉnh Khánh Hòa vẫn xảy ra tình trạng tái lấn chiếm hành lang an toàn. Do đó, ngoài việc tăng cường tuần tra kiểm soát, Tổ công tác Liên ngành 994 tỉnh tiếp tục gửi công văn cho Bộ Giao thông Vận tải sớm cấp kinh phí để tỉnh cắm mốc lộ giới đường sắt và thực hiện cảnh giới các vị trí đường ngang. Đối với công trình tái lấn chiếm sẽ kiên quyết dỡ bỏ và xử phạt hành chính tùy theo mức độ vi phạm. Bên cạnh đó, Khánh Hòa kiến nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam có phương án xây dựng cầu vượt tại các điểm giao cắt với quốc lộ nhằm hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra. Thưa quý vị, mặc dù vừa mới được đầu tư hơn 100 tỷ đồng để cải tạo nâng cấp, tuy nhiên hiện nay tỉnh lộ 8 nối liền thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Cư Mơ Ga, tỉnh Đắk Lắk đã xuống cấp trầm trọng, gây mất an toàn giao thông. Tại km số 9+00, đoạn qua địa bàn thôn 1, xã Cư Xê, huyện Cư Mơ Ga, chỉ sau một cơn mưa, một lượng lớn đất đá hai bên đường đã đổ dồn xuống lòng đường. Có đoạn đất nhão nhẹt bồi cao gần 20cm đến 30cm, khiến cho phương tiện giao thông liên tục bị trượt ngã, gây mất an toàn giao thông. Bây giờ toàn bộ trên kia là đất bùn xuống đây, tống hết xuống đây luôn, ba cái nửa nhà luôn. Cấp trên làm sao mà coi như sửa cái đoạn đường cho dân đi chứ ngày qua là mấy ngày nay là té liên tục. Theo các hộ ở đây, nhà thầu thi công hệ thống mương thoát nước quá nhỏ, nhiều đoạn cống bị vùi lấp, nắp ga bị bớt nên hầu như cống thoát nước mùa mưa qua khu vực thôn 1 xã Cư Xê không hoạt động được. Để cảnh báo cửa đi đường, người dân sống ở khu vực đã lấy cây dựng lên làm dấu hoặc dùng cây tôn che chắn ngang miệng các cống bị vỡ. Vụ việc đã xảy ra một thời gian dài, rất mong cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân. Sau hơn 4 năm triển khai dự án hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số du canh du cư, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành các dự án định canh định cư cho gần 3.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống. Về nơi ở mới với đầy đủ các điều kiện sống thiết yếu, các hộ dân đều rất vui mừng và yên tâm cùng nhau chăm chỉ làm ăn, vươn lên thoát nghèo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Buôn Hơ Lan, xã Chư Rơ Căm, một trong 10 dự án tái định cư tập trung
triển khai từ năm 2012 của huyện Krông Pa, Gia Lai, với tổng vốn đầu tư gần 11 tỷ đồng. Cơ sở hạ tầng gắn với khu vực sản xuất nên rất thuận lợi cho các hộ dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cùng xây dựng buôn làng khang trang sạch đẹp. Nơi ở cũ của gia đình anh Ca So Tươi cùng các hộ dân trong buôn thường xuyên xảy ra sạt lở, cuộc sống khó khăn nguy hiểm luôn luôn trình rập. Giờ đây cuộc sống ổn định hơn, người dân yên tâm hơn. Ở cuộc sống đây thì cảm thấy yên tâm hơn. Khi ở trong làng cũ kia thì nó sạt lở, giờ chuyển vào đây thì nó cảm thấy được hơn và buôn bán được tí hơn. Và cuộc sống đây thì có đường điện, trường cho con cái đi học. Những năm qua, tỉnh Gia Lai đã thực hiện 94 dự án định canh tái định cư xen ghép cho 2.260 hộ dân. Các dự án tái định cư của tỉnh Gia Lai giúp các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi thói quen du canh du cư để có cuộc sống ổn định hơn. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số tồn tại nhất định như định mức hỗ trợ thấp, phân bổ kinh phí thực hiện chậm, một số hạng mục hạ tầng chưa phát huy được hiệu quả, một vài nơi còn lúng túng trong rà soát, xây dựng đề án không đúng với yêu cầu, cần tiếp tục khắc phục. Nối tiếp chương trình là các thông tin về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp đấu tranh, triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, với số tiền giao dịch thể hiện qua các tài liệu thu giữ lên đến hơn 1.400 tỷ đồng. Đây là đường dây cá độ bóng đá hoạt động hết sức tinh vi, sử dụng công nghệ cao để phạm tội, do 4 đối tượng Tống Viết Thịnh, Cao Văn Hậu, Nguyễn Tuấn Linh cùng trú thành phố Thanh Hóa và Lê Văn Hiếu, trú huyện Hậu Lộc cầm đầu. Ngoài 4 đối tượng nói trên, quá trình điều tra khám phá án, lực lượng công an đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng khác liên quan đến đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet này, gồm Đào Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Nam, Lê Xuân Sinh cùng trú thành phố Thanh Hóa, Trương Văn Dũng, trú xã Hoàng Lương, huyện Hoàng Hóa, Trần Quốc Anh và Trường Mạnh Hà cùng trú thị trấn Lang Chánh. Khám xét nơi ở của các đối tượng nói trên, lực lượng công an đã thu giữ 2 ô tô, 2 laptop, 2 CPU, 16 điện thoại di động, 3 bộ phát wifi và 461 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu tang vật liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet. Theo kết quả điều tra ban đầu, chỉ tính từ đầu năm 2017 đến khi bị phát hiện bóc gỡ, đường dây đánh bạc này đã tiến hành giao dịch cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền lên tới hơn 1.400 tỷ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được công an Thanh Hóa điều tra mở rộng. Liên quan đến vụ vận chuyển 26 bánh heroin tại Thái Nguyên, mở rộng điều tra chuyên án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt khẩn cấp thêm 2 đối tượng trong đường dây này. Hai đối tượng vừa bị bắt khẩn cấp là Trần Thị Hương, sinh năm 1974 và Lục Thị Hương, sinh năm 1977, cùng trú tại thị trấn Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Bước đầu đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã mua bán vận chuyển và tàng trữ trái phép hơn 70 bánh heroin. Trước đó khoảng 3 giờ 30 phút ngày 20 tháng 5, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên cùng một số đơn vị chức năng đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trung Kiên, quê tỉnh Hải Dương, khi đang điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 15A20631 tại khu vực phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tàng trữ ma túy. Tang vật thu giữ là 26 bánh heroin có trọng lượng hơn 9 kg và 19 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 1,86 gram. Ngày 28 tháng 5, đối tượng Phạm Văn Minh, trú xã Kim Tân, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, vừa bị tổ công tác Công an huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình phối hợp với đồn biên phòng Kim Sơn bắt quả tang đang thực hiện hành vi trộm cắp xe máy tại xã Kim Đông, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Quá trình đấu tranh, đối tượng Phạm Văn Minh khai nhận đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù vào tháng 1 năm 2016. Để có tiền tiêu xài, đối tượng đã tự chế vam phá khóa, lang thang trên các tuyến đường, lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Từ tháng 2 năm 2017 đến khi bị bắt, Phạm Văn Minh đã thực hiện 19 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa, sau đó mang đến các cửa hàng cầm đồ và sửa chữa xe máy trên địa bàn các tỉnh lân cận, bán lấy tiền chi tiêu vào việc cá nhân. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Kim Sơn điều tra thu hồi được 17 xe máy và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Sáng ngày 29 tháng 5, trên quốc lộ 13, đoạn qua thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe đầu kéo, khiến một người tử vong và một người nguy kịch. Vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 29 tháng 5, anh Nguyễn Quốc Sự, 22 tuổi, quê Cà Mau, điều khiển xe máy bị kiểm soát 70D1-18359, chạy trên quốc lộ 13 hướng từ Bình Dương về thành phố Hồ Chí Minh, phía sau có chở thêm một phụ nữ. Khi xe lưu thông đến ngã tư giao nhau với đường NE8,
trước cổng khu công nghiệp Mỹ Phước 3 thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo do tài xế Nguyễn Cao Cường, 38 tuổi quê Thái Nguyên, điều khiển chạy theo chiều ngược lại đang cho xe rẽ trái. Sau va chạm, anh Sự ngã đập đầu xuống đường tử vong tại chỗ. Người phụ nữ bị thương được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân nát bét, hư hỏng nặng, phần đầu nằm giữa đường. Đến 8 giờ sáng cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn đã được giải quyết. Nguyên nhân vụ việc đã được điều tra làm rõ. Cuối cùng như thường lệ là tiểu mục vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, từng bước giảm dần biên chế công chức, viên chức giáo dục đang là chủ trương được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của người lao động. Tuy nhiên, với những nhà giáo, thông tin này khiến nhiều người không khỏi suy tư, nhất là trong điều kiện làm việc hiện nay của giáo viên, không thể phủ nhận biên chế là động lực để bám nghề. Dù rất ủng hộ tinh thần của chủ trương bỏ biên chế giáo dục, nhưng cô Đặng Thị Duyễn, giáo viên trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu của Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cũng không tránh khỏi lo lắng. Bởi nhìn chung, đề án có mặt tích cực là tạo sự cạnh tranh, tạo động lực phát triển, nhưng cô và nhiều đồng nghiệp của mình vẫn chưa thực sự yên tâm nếu Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tiến hành ở thời điểm này. Nếu mà quan tâm đến lợi ích của giáo viên cảm thấy thoải mái, tinh thần để làm việc tốt thì sẽ giáo dục tốt hơn nữa cho con em của mình sau này. Còn nếu như mà gây hoang mang á, thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến cả tâm lý của giáo viên và của học sinh nữa. Với nhiều thầy cô công tác lâu năm trong ngành giáo dục, cái mà họ thực sự lo lắng không dừng lại ở việc quyền lợi của mình bị ảnh hưởng như thế nào, mà còn là cấp quản lý có thực sự công bằng hay không một khi đề án này được triển khai thí điểm. Anh em mình đang quen cái biên chế từ lâu rồi. Nếu mình không có sắp xếp khéo léo thì tư tưởng bị hẳn, rồi thành ra là những người nào phản ứng tốt thì tốt, còn một số người thì sẽ phản ứng tiêu cực. Thì cái tư tưởng là tốt, nhưng mà chúng ta phải có cái lộ trình và làm sao cho nó hợp tình hợp lý. Có thể thấy đội ngũ giáo viên cần phải có những cú hích để nâng cao chất lượng ngành giáo dục. Thế nhưng giữa xu thế đổi mới, cải cách, thí điểm thì đồng lương của nhà giáo vẫn không có chịu thay đổi. Và trước tình hình đó, biên chế là một trong những mục tiêu và cũng là lý do để họ gắn bó với nghề. Bởi chính lẽ này mà sự lo lắng hiện nay của phần lớn các thầy cô cũng là điều dễ hiểu. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Hành vi đưa chất khác vào xăng dầu để trục lợi sẽ bị phạt tới 100 triệu đồng. Đà Nẵng, nhiều hộ dân xây dựng trái phép dọc suối Lương. Bắc Ninh thu giữ 3.000 viên ma túy tổng hợp và 4kg methamphetamine. Ngành hàng nông sản thực phẩm cần thay đổi để thích nghi trước những tiêu chuẩn mới.